chào tất cả các khách hàng yêu quý của DKI Brand Beauty ạ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui khi vừa thực hiện xong combo làm đẹp rất là tự nhiên cho một chị khách rất là xinh đẹp, đó là combo hair shock và combo phủ sương 3D. Và chúng ta cùng trò chuyện với chị khách hàng của chúng ta ngày hôm nay nhé. Chúng ta em chào chị để giới thiệu qua về bản thân mình cho mọi người theo dõi livestream được biết không ạ? Là chuyên mình ở Hải Dương. Vâng, chị ở tận Hải Dương ạ. Chị ơi, vậy vì sao mà mình ở xa như vậy mà mình vẫn đi đường rất là xa để qua để sử dụng dịch vụ đi cây hả chị? Mình tham khảo rất là lâu rồi, mới lại ở gần mình cũng có rất nhiều bạn nên đi làm nên mình thấy đẹp. Dạ vâng, thì ngày hôm nay thì em đã thấy chị đã có một cặp lông mày rất là tự nhiên và một đôi môi rất là xinh xắn rồi. Và đặc biệt thì môi của mình không vừa phun xong nhưng không hề có dấu hiệu sưng nề nữa. Không biết thì chị có thể chia sẻ qua cái tình trạng lông mày và môi của mình trước khi làm không hả chị? Trước thì môi mình hơi bị thâm do đánh son ấy. Vâng ạ. Lông mày thì phần đuôi là không có mấy, phần đầu thì có nhưng phần đuôi thì ít. Vâng, và bây giờ thì xin mời máy quay quay sát hơn một chút nữa nhé, để chúng ta có thể quan sát được cặp lông mày mới của chị khách của chúng tôi ạ. Như mọi người có thể thấy thì ở cái phần đuôi mày này bị mụn này đó. Còn ngoài ra thì lông mày của chị phần đuôi thì rất là thưa. Nhưng mà với cái công nghệ hair shock thì Max Tông An Minh Vương của chúng tôi thì đã thiết kế cho chị một cái dáng mày rất là tự nhiên. Và ngoài ra thì với cái cách xếp sợi siêu tự nhiên này thì bây giờ chị đã có một cặp lông mày mới là đã khắc phục được hết những cái nhược điểm cũ rồi. Như mọi người nhìn như thế này thì chắc chắn sẽ không phân biệt được đâu là sợi thật và đâu là sợi giả đúng không ạ? Và với cái công nghệ hair shock này thì nó có một cái ưu điểm rất là vượt trội, đó là giúp cho thích nghi với tất cả các loại da, kể cả da dầu, chị em của chúng ta chơi cái thời gian nó sẽ được lâu hơn rất là nhiều nha mọi người nhé. Còn môi thì sao ạ? Như chị khách của chúng tôi thì vừa chia sẻ thì cái tình trạng môi cũ của chị bị thâm nhiều do đánh son, vì son thưa với mọi người là kể cả những cái son mình mua đắt tiền hay là như thế nào thì kiểu gì cũng vẫn có chứa chì nha mọi người nhá. Khi mà mình dùng lâu trong một thời gian lâu dài thì sẽ ảnh hưởng đến màu môi của chúng ta rất là nhiều. Sau khi được chuyên gia của chúng tôi thì thực hiện công nghệ phun môi phủ sương 3D thì bây giờ thì tôi đã thấy chị khách có một cặp môi rất là xinh tươi và tự nhiên rồi và không hề có dấu hiệu sưng nề gì cả. Chị ơi, không biết là cái cảm xúc của chị bây giờ sau khi mà được thực hiện xong combo làm đẹp tại DK như nào ạ? Mình rất là hài lòng. Mình cảm ơn. Vâng, em cảm ơn chị rất nhiều. Thì không biết là mình có điều gì muốn gửi gắm đến những chuyên gia của DK cũng như là các bạn tư vấn đã chăm sóc mình không ạ? Mình cảm ơn tất cả mọi người đã tư vấn cho mình với cái combo rất là đẹp như thế này. Vâng, thì cũng thay mặt đội ngũ của DK để em xin chúc chị luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn rạng rỡ như thế này chị nhá. Xin cảm ơn nhá. Dạ vâng ạ. Và nếu như mà các chị em cũng quan tâm đến dịch vụ của DK và muốn sở hữu những combo làm đẹp tự nhiên như thế này thì mọi người hãy nhanh tay đặt lịch trước qua fanpage của DK hoặc cũng có thể gọi điện đến số hotline ngay hôm nay nhé mọi người nhá. Và đặc biệt thì để đồng hành cùng tất cả các khách hàng, chúng tôi vẫn áp dụng chương trình up to giảm đến 40% cho tất cả các chị em. Mọi người hãy nhanh tay inbox qua fanpage để được tư vấn chi tiết nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay.